Hi, welcome back to my channel. Start together go. Và mình sẽ vào từ cái đầu tiên. Bầu Master. Let's go.
때 밤의 세션 산다게도 와 미터스 미츠 Let's go. Finally get out of this place. I need to find help. Okay, vado che ciao. Fin aria. Thank you.
뭐, 이거 봐, 이거.
Ok, vào được cái tôi cho. Ok, vào từ kia tiếp theo. Let go. Frank tôi bảo đây. Have a seat.
What's this? Whoa! Okay, vám jsi vám také dočal free fry. I wanted to fight alone, but it's hard when Steffi doesn't leave my side. Battle Royale. Battle in style. This is almost as exhilarating as linking with the internet! Almost! Đi sang cầu đây.
Đây là điểm rất ít. Có thể là sang cầu ở đây thì sẽ là điểm giữa để các bạn có thể tập trung và tiêu diệt những đối thủ gần đây. Có những tiếng súng khá là đông. Ở dưới đây khá nhiều tiếng súng luôn. Và tiếp tục chạy sâu vào. Tiếp tục tiến sâu bên trong. Ở đây thì mình sẽ đi kiếm một khẩu súng AK. Đây rồi. Đổi sang AK. Một khẩu súng bắn xa và một khẩu AK là đẹp đó. Đây có một người. Tiếp tục mình sẽ thu thập ở đây xem có gì không. Anh chàng này khá là nhiều đúng không? Đó chỉ tầm tầm xung quanh đây thôi. Và mình sẽ đợi vòng tròn tiếp theo sẽ nằm ở đâu. Thì khi đó các bạn sẽ đến vòng tròn tiếp theo để tiếp tục sống sót cuối cùng trong tựa này. Mình sẽ đi tìm một nơi để có thể trốn thoát ở đây. Đây rồi. Vòng tròn vẫn chưa thay đổi và các bạn sẽ phải chờ một lúc nữa. Và mình sẽ vào trong điểm đây. Gần đây có người. Chưa mở được cái này đâu. Còn tròn này vào chỗ giữa đây không? Chính giữa đây. Và các bạn sẽ đi thu vào vòng tròn. Và khi đó thì các bạn sẽ tiêu diệt càng nhiều đối tượng càng tốt. Và cuối cùng thì các bạn sẽ giành chiến thắng cho cái đây, tựa game này. Ở đây thì còn 9 người nữa. Và mình là người một trong 9 người.
các bạn sẽ phải cố gắng nhá. Tiếp tục, lần này thì mình sẽ quyết tâm đứng top 1 vào thu nhập vòng tròn. Let's go. Đi vào trong rồi. Tiếp tục tiến sâu vào. Ok. Gần đây có 3 đối tượng. Chuẩn luôn. Hai đối tượng nữa sẽ ở trong nhà ngay gần đây, mình sẽ phải đi cẩn thận. Sắp sửa lại thu nhỏ tiếp theo. Wow, những anh chàng này có vẻ tìm rất khó khăn bởi vì anh ta có thể cả bên đường bên kia nữa rồi. Đó, và các bạn sẽ phải cố gắng nhá. Làm sao sống sót ở đây. Khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành được cái này. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Minecraft. Let's go. Đây thì gặp boss rồi, và các bạn sẽ phải tiêu diệt anh chàng boss này. Into the ditch. Thank you.
không update được file đất đâu. Thank you.
Mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Thank you.
Hey, roll, let go. Let's go. Let's go. Mình sẽ xuống đây cho các bạn dễ nhìn. Ok. Vàng này. Xám. Xanh này. Ok. Đỏ. Hồng. Cũng khoai từ đây đó ha. Oh my god. Xuất nước khoai quả lại luôn. Xám tiếp.
What's up? 有三的人。三呢？làm gì còn sám đấy nhở? Mà bây giờ chỉ cần sai một nước thôi, đi luôn. Oh my god! Lại nào, lấy câu. Ủa đây còn màu tím nữa. Oh my god. Màu tím tiếp. What? Xám à? Hai xám mới hai xám thôi. Ở đây này còn màu tím nữa cơ. Oh my god. Mở tiếp cái này đi. Lấy xám thứ ba. Thêm ra màu hồng. Màu đỏ, mày thế. Tính tiếp này. Màu cam. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo, SS3. Thank you.
Vậy thì đau quá cái gì? Muốn qua đâu đây? Đứng ngay chỗ này thì không biết có chỗ để bắn rồi. Phải lên trên đâu. Khá là khó khăn. Để có thể tiêu diệt được. Một viên mà đủ luôn thì cũng hơi bị khoai đấy nhá. Oh my gosh, được một sao thôi. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Among Us, let's go. Không biết chủ phòng có online không, và các bạn sẽ phải đợi chủ phòng ấn thì khi đó thì các bạn mới vào trong tựa game này. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải truy ra ai là importer, và các bạn là những con người bình thường. Nếu là importer thì các bạn sẽ tìm ra được importer đó thì các bạn sẽ giành chiến thắng, hoặc các bạn là importer thì các bạn sẽ phải tiêu diệt những cái importer thì khi đó thì các bạn mới giành chiến thắng được. Ok rồi, và mình xin phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.